Xin biến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong hôm giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 14 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tàn độc lương duyên của tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ban đêm thật lạnh, nhất là lúc có gió chóp mũi của Hà Vũ Hào hơi lạnh, cả người lại nóng rực bởi lửa giận. Hai ngày bị người khác hãm hại hai lần, còn bị hôn thê phản bội, anh chưa từng cảm thấy thất bại đến nhường này. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên đặc biệt rõ ràng. Hà Vũ Hào nhìn tên trên màn hình bắt máy rồi nói, mẹ, có chuyện gì sao? Chuyện thù vần vì ghen tuông mà âm mưu giết người đã truyền đến tai của ông nội con âm thanh của triệu phương loan không giấu nổi sự mệt mỏi và bất đắc dĩ ý của ông nội là người có phẩm hạnh bại hoại không thể bước qua cánh cửa nhà họ hạ hà vũ hào siết chặt điện thoại nghĩ đến cảnh tượng hôm qua thấy tại nhà họ giang mà cao mày nói cho dù ông nội không nói tối nay còn cũng sẽ hủy hôn ước với hướng thu vân chẳng phải con và thu vân vẫn tốt sao sao đột nhiên lại triệu phương loan ngạc nhiên hết chuyện này đến chuyện khác hà vũ hào nghĩ ngợi lung tung bực bội mà cắt ngang lời của bà mẹ gọi điện thoại còn có chuyện gì khác không im lặng sau một hồi lâu triều phương loan mới nói tiếp dù sao thì hân yên cũng bị thương vì con còn bé cũng không cách con bao nhiêu tuổi những điều kiện khác đều rất ổn ông nội con nói để tránh cho người nhà họ hạ mượn cớ bảo con đính hôn với hân yên chuyện này con sẽ tự giải quyết mẹ bảo ông nội không cần quan tâm Hà Vũ Hào nói xong thì lập tức tối sầm mặt rồi cúp máy. Hương Thu Vân cũng nhận được tin Chu Hồng báo, khóe miệng cô cong lên một cách mỉa mai, rồi ném điện thoại di động sang một bên, không để ý lắm đến tài khoản WeChat mà Mộng Hàn vừa mới thêm vào. Club Mộng Hương có mấy nghìn nhân viên, có kẻ đi có người tới, ngày nào group làm việc cũng có người ra người vào, có một người vào cũng chẳng có lạ gì mấy. Hương Thu Vân kéo màn cửa lại, cởi áo sơ mi trắng và váy ra rồi thay trang phục chu hồng nhìn cô chằm chằm đương nhiên cũng nhìn thấy dấu hồn chi chít trên người cô hướng thu vân những những thứ trên người cô vậy rốt cuộc cô có thành công hay không cô muốn hỏi là tôi dụ dỗ anh ta thành công hay không hay là rời club thành công hay không hương thu vân đi đến bên cạnh cửa sổ và kéo màn cửa ra ánh nắng chiếu lên trên người khiến cho cơ thể cảm thấy ấm áp nhưng đáy lòng thì vẫn lạnh buốt như cũ chu hồng thấy sắc mặt cô không tốt trong lòng biết không nên hỏi nhiều nhưng bây giờ đây lại không kiềm chế được nổi lòng hiếu kỳ chẳng phải giống nhau sao dù dỗ anh ta thành công hay không không quan trọng chỉ cần chụp một tấm hình thân mật hay quay lại video khống chế anh ta là thì tôi có thể rời khỏi nơi này rồi hướng thu vân không biết vì sao mình lại muốn nói những thứ này với một người có tâm tư không đơn giản như vậy có lẽ có lẽ là vì quá cô đơn chăng chu hồng giơ ngón chân trọt trọt vào cô rồi nhỏ giọng vậy chụp hình hay quay video chưa hướng thu vân quay người lại nhìn cô ấy mà không nói gì cả cô đứng ngay nơi ngược sáng không thể thấy rõ biểu cảm nhưng chu hồng thì vẫn cảm nhận được cô đang kiềm chế bản thân có lẽ vẫn còn những cách khác cô đừng thất vọng quá chu hồng vẫn cúi đầu đi lại gần cô ấy lúc đến bên cạnh chu hồng cô mới mở miệng nói um, đợi thêm mười mấy hai mươi năm nữa có lẽ tổng giám đốc hạ và cô giang sẽ không so đo những chuyện ngày xưa ngày xưa này với tôi nữa chu hồng không phân biệt được hướng thu vân thật sự nghĩ như vậy hay cố tình nói như vậy cô ấy cười ngượng ngùng vừa ái náy vừa lấy lòng mà nói Chúng ta cùng nhau suy nghĩ thật kỹ, có thể sẽ nghĩ ra cách tốt hơn. Có thể vậy. Hương Thù Vân trả lời qua loa rồi ngồi ngơ ngác trên giường. Trước đó còn có thể chờ chụp hình hay quay video thân mật để khống chế Hạ Vũ Hào. Bây giờ kế hoạch thất bại, cô đột nhiên chẳng còn hy vọng gì cả. Chẳng lẽ phải tiếp tục ở lại club mộng hương, làm bóng ma dưới chướng Hạ Vũ Hào và Giang Hân Yên sao? không muốn nhưng cô lại không có cách nào rời khỏi đây thậm chí ngay cả chết cũng không được nếu cô chết đi món nợ này sẽ bị hà vũ hào tính lên trên đầu của người nhà họ hướng cô có thể không quan tâm tới bố mẹ thế nhưng anh và chị dâu đã không ít lần âm thầm giúp đỡ cô cô không muốn hại bọn họ Chuông điện thoại của hướng Thu Vân và Chu Hồng lần lượt vang lên. Người trước vẫn ngần người như cũ, không hề nhúc nhích tí nào. Người sau thì cầm điện thoại lên nhìn. Hướng Thu Vân. Chu Hồng thấy tin tức trong group thì mắt sáng rực lên. Lon ton chạy về phía hướng Thu Vân, trước giường ngồi xuống bên cạnh cô. Lưu Mạnh Chí này nói ảnh chụp quả thân của cô lúc trước đều là do anh ta photoshop những người trong phòng an ninh bọn họ đều ra ngoài đúng lúc đó không ai thấy đoạn video cô khỏa thân anh ta đang giải thích với cô trong group hướng thu vân hững hờ ừ một tiếng cũng không có hề nhìn điện thoại chút nào chuôn điện thoại lại liên tục vang lên chu hồng nhìn sắc mặt của cô cẩn thận từng ly từng tí nhưng cũng khó nén kinh ngạc mà nói hướng thu vân những người trước đây nói cô khó nghe nhất đều ở trong group bọn họ vẫn chưa xin lỗi cô đâu Hương Thu Vân cúi thấp đầu không hề lên tiếng, cũng không quan tâm bọn họ có xin lỗi cô hay không. Cô đang nghĩ sau này phải làm thế nào. Thấy cô như vậy, Chu Hồng cũng thức thời im lặng và đứng lên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lướt lướt điện thoại xem tin tức trong group. Rất nhiều người trong group tác hướng thu vân hoặc là do tin nhắn với hướng thu vân không được đáp lại, nên đã nhắn tin cho Chu Hồng, bảo cô ấy xin lỗi hướng thu vân giúp bọn họ. Chu Hồng có phải cô và Hướng Thu Vân ở cùng một ký túc xá không? Bây giờ cô ấy có đang ở cùng với cô không? Cô giúp tôi gửi lời xin lỗi tới cô ấy với. Trước đây tôi không có ý gì xấu, chỉ là thuận miệng đùa giỡn vài câu thôi. Tam Thủy, bình thường anh và chị dâu đối xử với em không tồi chứ? Em phải nói vài lời tốt đẹp cho bọn anh trước mặt Hướng Thu Vân đấy nhé. Tụi anh cũng chỉ là nghe người khác nói hùng hồn quá nên hùa theo hai câu không thương không nhột. Hai bọn anh làm sao biết được bọn họ nói thật hay giả chứ. Tôi nhắn tin cho Hướng Thu Vân, cô ấy không trả lời, muốn gọi điện thoại cũng không có lưu số cô ấy nên tôi chỉ có thể tìm cô thôi. Chu Hồng, cô nói Hướng Thu Vân tha thứ cho lời nói đùa của tôi với, mà chuyện sau này cô chỉ hướng đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi phía tây. Trước đó, những người này nói Hướng Thu Vân quá đáng bao nhiêu, bây giờ xin lỗi sốt ruột bấy nhiêu từ ngữ vô cùng khẩn thiết, không giống như giả vờ giả vịt. thậm chí có vài người không có giao tình với chu hồng, sợ cô ấy không giúp đỡ nên gửi một trăm bao lì xì cầu xin cô ấy giúp đỡ. chu hồng ngước mắt nhìn ánh mắt vô hồn của hướng thu vân, trong lòng càng áy náy hơn. cô ấy cất điện thoại vào, đi tới trước mặt hướng thu vân, ngồi xồm xuống rồi ngẩng đầu nhìn cô. hướng thu vân thế nào? Hương Thu Vân mặt không thay đổi sắc, nhìn cô ấy một cái, giống như ngọn đèn sắp tàn, vô cùng yếu ớt, mệt mỏi, chỉ còn một chút hơi sống. Thấy vậy, âm thanh Chu Hồng càng dịu dàng hơn, cô ấy hơi trột dạ, chỉ vào điện thoại của mình rồi nói. Không biết chuyện gì xảy ra mà những người lúc trước chế giễu cô lại đột nhiên tìm cô để xin lỗi. Bọn họ tìm không được cô, sau đó thì cảm thấy tôi có quan hệ khá tốt với cô nên đều đến tìm tôi. Cô ấy liếm liếm môi. Có vài người còn phát lì xì cho tôi. Tôi... tôi nhận rồi. Cô xem có muốn tha thứ cho bọn họ không? Nếu tha thứ thì tôi sẽ chuyển tiền nhận được qua cho cô. Còn nếu không tha thứ thì tôi sẽ chuyển tiền lại cho bọn họ. Hương Thù Vân di chuyển người, ngồi thẳng lưng lên rồi cười châm chọc. Tôi chẳng coi trọng chút tiền này của bọn họ. Đây chính là từ chối. Trước đây cô là cô chủ nhà họ hướng, đương nhiên ngứa mắt chút tiền đó của bọn họ. Chu Hồng lấy kinh nghiệm sống của mình ra khuyên cô, nhưng bây giờ một tháng tiền lương của cô cũng không có bao nhiêu, nhận tiền của bọn họ còn có thể sống dư giả một chút. Hương Thu Vân cười, lần này không mỉm ai nữa, nhưng cũng không có còn vui sướng. Có tiền rồi, sau đó thì sao chứ? Tôi là một người không có ngày nghỉ, ăn ở đều tại ở lắp mộng hương. Thời gian làm việc chỉ có thể mặc đồng phục, có chỗ nào cần xài tiền chứ? Cô có thể mua túi sách mình thích, thay điện thoại, Lần đầu tiên Chu Hồng thấy có người chê nhiều tiền, có rất nhiều chỗ cần tiêu tiền. Cô ấy chỉ cảm thấy không đủ tiền để tiêu. Hương Thu Vân cắt ngang lời cô ấy, ánh mắt mệt mỏi mà tăng thương. Đừng nói nữa. Hương Thu Vân, Chu Hồng vẫn còn muốn thuyết phục cô. Cô suy nghĩ một chút xem. Dù sao thì cô cũng không thể rời khỏi cái lớp mộng hương. Tất cả đều là đồng nghiệp của cô. Nếu như cô đắc tội với bọn họ, cuộc sống sau này chẳng phải càng khó khăn. Nói được một nửa, cô ấy che miệng lại rồi xin lỗi. Xin lỗi. Cô nói không sai, không có gì phải xin lỗi. Hương Thù Vân ngước mắt lên nhìn cô, thấp giọng nỉ non. Thế nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn tha thứ cho bọn họ. Chu Hồng muốn nói lại thôi, do dự mãi rồi mới nói tiếp. Cô cần nhắc là được rồi, vậy tôi trả tiền lại cho cô. Hương Thù Vân vừa định nói tiếp, nhưng lúc cô vừa mở miệng thì cửa ký túc xá đột nhiên bị đá văng ra. Hai vợ chồng hướng Bách Tùng không nên xuất hiện ở đây, lại đứng ngay cửa. Gương mặt hai người đều ửng đỏ, chỉ là hướng Bách Tùng giận đỏ mặt, còn vu tuệ doanh thì khóc đỏ mắt. Thấy hai người, ánh mắt của chu Hồng đơ ra, cô ấy nhanh chóng đứng lên, chào hỏi với hai người một cách câu nệ. Chủ tịch hướng, bà hướng, hai người... Lời chưa dứt, hướng Bách Tùng đã lướt qua người cô ấy mà vung tay về phía hướng Thu Vân đôi môi đỏ của chu hồng khẽ nhách lên bị dọa sợ bởi cảnh tượng này nhưng cú tát này không thể rơi lên trên mặt của hướng thu vân cô đứng trên đất với đôi chân trần nắm lấy cánh tay đang vùng tới của hướng bách tùng rồi thản nhiên nói chủ tịch hướng gặp người đã đánh sự nhỏ nhã bên ngoài đều là ngụy trang sao Thực sự khó tưởng tượng nổi, người đàn ông lúc trước cưng chiều nâng niu cô trong lòng bàn tay, mặc kệ cô vì theo đuổi Hạ Vũ Hào mà làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường, ông ta luôn luôn cười trừ, chưa bao giờ trách cô. Bây giờ nghĩ lại, đó chưa chắc đã là cưng chiều, có lẽ chỉ là lợi dụng cô để trở thành thông gia với nhà họ Hạ. Không phải, nếu như ông ta thật sự yêu thương đứa con gái như cô, làm sao vừa xảy ra chuyện đã coi cô là đứa con rơi. Buông tay hướng bách tùng gào lên muốn tiếp tục cú tát đó nhưng sức lực của hướng thu vân quá mạnh đến mức ông ta không những không thể tát tiếp mà ngay cả rút tay về cũng khó khăn tiến thoái lưỡng nan vô cùng xấu hổ hướng thu vân cười nhạo một tiếng buông tay sau đó để chủ tịch hướng tát tôi tiếp sau xin lỗi tôi không phải là đứa ngốc mày hướng bách tùng tức giận tới mức thờ hồng hộc dùng tay còn lại để chỉ về phía cô nhà họ hướng chúng tao làm sao có thể có lại con gái không biết xấu hổ, bạc tình bạc nghĩa như mày chứ? Cho dù bản thân đã tự nhủ đừng hy vọng vào bố, nhưng lúc nghe thấy lời này của ông ta, hướng thù vân vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng. Cô liếm liếm cánh môi khổ khốc. Nếu tôi nhớ không lầm, hai năm trước, chủ tịch hướng đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ hướng. Nói một cách nghiêm chỉnh tôi đã không còn là người của nhà họ hướng các người nữa nghe đến đây hai mắt của hướng bách tùng trừng trừng tức giận nửa ngày không nói nên lời chu hồng bên cạnh thấy cảnh tượng này không biết nghĩ đến điều gì cô ấy cắn chặt môi ánh mắt âm u không rõ giống như đang cố gắng kìm nén điều gì hướng thu vân sợ hướng bách tùng phát bệnh tim rất ít khi nói những lời chọc giận ông ta nhưng lúc này ông ta đã tức tới mức không nói nên lời kiều trà thù này khiến cho cô vừa cảm thấy đau khổ nhưng cũng vừa cảm thấy vui vẻ cô nhìn thẳng ông ta mà lại nói chủ tịch hướng không muốn nhận đứa con gái không biết xấu hổ bạc tình bạc nghĩa như tôi tôi thật sự không muốn nhận loại người trước sau khác biệt máu lạnh vô tình tư lợi ham hư vinh như ông làm bố một chàng dài được buôn ra thậm chí không hề dừng lại chút nào Vô tuệ xoanh với đôi mắt ửng hồng xông lại tát một bạt tay vào mặt của hướng thu vân thả bố con già Xin lỗi bố con ngay lập tức. Đây là lời một đứa con gái nên nói sao? Tôi còn tưởng hôm nay bản thân không cần chịu bạt tai đây. Hương Thù Vân không ngờ người mẹ luôn luôn dịu dàng, hèn yếu lại sẽ đánh cô. Cô tự diễu một tiếng, hất mạnh hướng bách tùng ra, đáy mắt phù một lớp hơi nước, nhưng nhanh chóng tan biến như chưa từng xuất hiện. Sức của cô quá mạnh, hướng bách tùng nhất thời không để ý nên lào đào vài bước, đụng vào cái bàn sau lưng, chân bàn ma sát với mặt đất, tạo nên một âm thanh chói tay. Đồ đạc trên bàn đinh đinh đang đang rơi xuống đất. Còn có vài thứ rơi lên trên người của hướng Bách Tùng nữa. Lưng hướng Bách Tùng bị đụng tới mức đau nhói. Nhưng phản ứng đầu tiên của ông ta là nhìn lướt qua Chu Hồng bên cạnh. Cảm thấy vô cùng mất mặt và phẫn nộ. Bác Tùng, vụ tuệ doanh biến sắc. Nhanh chóng lao tới đỡ chồng Sao rồi? Có bị đụng mạnh không? Có cần phải đi bệnh viện không? Nói xong nước mắt của bà ta lã trã rơi xuống. Nếu là lúc trước, Hướng Thu Vân sẽ cảm thấy đau lòng vì cảnh này. Nhưng bây giờ đây, cô chỉ cảm thấy trái tim lạnh giá. Hướng Bách Tùng vịn bàn, ôm ngực thở hồn hển hơi thở nặng nề như tiếng ống thổi. Mày... Cái đồ nghịch nữ nhà mày, ngồi tù hai năm không biết hối cài, thế mà lại đi dụ dỗ vũ hào, còn để bị tung hình khỏa thân, mặt mũi nhà họ hướng chúng ta đã bị mày ném sạch rồi. Ông ta đấm ngực, miệng không ngừng ho khan như phổi sắp văng ra vậy. Hướng Thu Vân mỉa mai cười một tiếng. Trọng điểm là hình hòa thân bị tung ra sao? Nếu như tôi dụ dỗ thành công, có phải ngài sẽ quỳ xuống đất cầu xin tôi về nhà họ hướng không? Hôm nay tới tìm cô, hóa ra là để khởi binh hỏi tội chuyện này hay sao? Hướng Bách Tùng bị lời này làm cho tức tới tím mặt. Ông ta chỉ tay vào mặt của hướng thu phân, trong mắt như sắp nứt ra. Bách Tùng, mau, mau uống thuốc vào đi. Vu Tuệ Doanh run rẩy lấy hộp thuốc ra, đưa thuốc đến bên miệng của ông ta, sau đó sai bảo hướng Thu Vân như thói quen. Thu Vân, màu rót cho bố con một ly nước ấm. Hướng Thu Vân không hề nhúc nhích, mà ngồi thẳng xuống. Ngại quá, bà hướng, chỗ này của tôi không có nước cho chủ tịch hướng uống đâu. Thu Vân, tới lúc này rồi, sao con vẫn tính toán như vậy chứ? Vũ Tuệ Doanh quay đầu, nhìn cô một cách hận rèn sắt không thành thép. Đôi mắt sưng đỏ lại bắt đầu chảy nước mắt. Không đợi hướng thu vân đáp lời, hướng bách tùng cầm lấy viên thuốc trong tay vu tuệ doanh rồi bò vào miệng. Nước nó cho anh cũng không uống, anh sợ bẩn. Chủ tịch hướng, bà hướng, hai người cũng không hỏi vì sao hướng thu vân làm vậy mà đã xông lên đánh cô ấy, chỉ trích cô ấy, mắng cô ấy. Hai người không cảm thấy bản thân quá đáng sao? Chu Hồng đứng trước mặt hai người, sắc mặt khó coi mà nói. Hướng Thu Vân nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, đáy mắt hiện lên chút kinh ngạc không ngờ cô ấy sẽ đứng ra nói những lời này. Đây là chuyện của nhà chúng tôi, cô không hiểu rõ. Hương Thu Vân bị lời của Chu Hồng chọc giận tới mức đỏ mặt, nhưng vẫn tự kiềm chế được. Lúc nói chuyện với cô ấy rất dịu dàng, cũng không hề nổi giận. Vu Tuệ Doanh lại rất khó chịu với Chu Hồng, bà ta lau nước mắt rồi bừng tỉnh, trách không được vì sao thu vân xưa nay không mạnh miệng với tôi và bố nó mà bây giờ lại nói chuyện hỗn hào như vậy có phải cô giật dây thu vân làm vậy với chúng tôi không bà ta thật sự không thể chấp nhận nổi đứa con gái lúc trước bám dính nũng nịu với bà ta bây giờ lại coi bà ta như kẻ thù sắc mặt của chu hồng tái xanh cô ấy có rất nhiều lời thô tục để nói nhưng xét thấy nhà bọn họ cơ nghiệp lớn lại là bố mẹ của hướng thu vân cô ấy chịu đựng không mắng chửi Tôi làm gì không liên quan tới cô ấy. Hướng Thù Vân nhíu nhíu mày. Mời hai vị đi cho. Chỗ này của tôi không chào đón hai người. Hướng Thù Vân nói không hề nề tình chút nào. Nghe tới đây, nước mắt của Vu Tuệ Doanh lại một lần nữa tràn mi. Bà ta nhìn con gái rồi nước nở nói. Thù Vân, con thật... Thật sự muốn chia rõ danh giới với bố mẹ sao? Nếu không phải mày bại hoại thanh danh nhà họ hướng, mày nghĩ chúng tao sẽ tới cái nơi này tìm mày sao? Hướng Bách Tùng cắt ngang lời bà ta, nhìn hướng Thu Vân một cách vô cùng chán ghét, rồi cứng rắn nói. Hôm nay ta nói một câu, mày nhất định phải rời khỏi club này, rời khỏi thành phố Bắc Hải, đồng thời vĩnh viễn không được quay về nơi này nữa. Vu Tuệ Doanh nước mắt lưng chồng kéo lấy ống tay áo của ông ta. Chỉ cần Thu Vân rời khỏi club này đã tốt rồi, vì sao anh còn muốn nó rời khỏi thành phố Bắc Hải chứ? Còn bé chỉ mới 20 tuổi, trong tay chỉ có một tấm bằng cấp 3, anh đuổi con bé ra khỏi thành phố Bắc Hải thì nó ăn gì uống gì đây? Mẹ chiều con hư. Hướng Bách Tùng tức giận nhìn bà. Chính bà đã dung túng cho nó một cách vô điều kiện mới dạy nó thành ra cái dạng này. Vô tuệ doanh không lên tiếng, chỉ có nước mắt lã trá rơi xuống. Hướng Thu Vân nghe rõ lời tao chưa? Hướng Bách Tùng quay lại sang nhìn hướng Thu Vân giống như đang nhìn thứ đồ vật bẩn thỉu gì đó chu hồng siết chặt tay muốn đi lên nói giúp hướng thu vân vài câu nhưng lại sợ đắc tội với nhà họ hướng quá hung ác cô ấy do dự mãi đứng im không hề nhúc nhích hướng thu vân cười phù một tiếng giữa hai hàng lông mày đều là sự trào phúng tôi đã không còn là người của nhà họ hướng tôi ở đâu làm gì thì chủ tịch hướng không có tư cách quản lý còn nữa thành phố bắc hải không phải là của nhà họ hướng ngài dựa vào cái gì mà ngài bắt tôi rời đi chứ Hướng Bách Tùng lại sắp tức giận, vô Tuệ Doanh lo lắng cho cơ thể của ông ta nên vội vàng tiến lên một bước rồi nói: "Thu Vân, con thật là một đứa con gái lại làm việc ở club Mộng Hương, con biết người ngoài nói con như thế nào không? Coi như con nghe lời khuyên của mẹ, rời khỏi nơi này đi." Bà ta nói là lời khuyên nhưng đáy mắt đều là sự không đồng ý, thậm chí còn có của trách và xấu hổ. Nói cho cùng, thái độ của bà với việc hướng Thu Vân làm việc ở Club Mộng Hương thật ra cũng giống như hướng Bách Tùng, đều cảm thấy đứa con gái này mất mặt, xấu hổ, chỉ là cách nói chuyện của bà có hơi uyển chuyển mà thôi. Hướng Thu Vân nhìn vợ chồng hai người, sự phẫn nộ kìm nén và đau đớn chảy tán loạn trong máu, dường như một giây sau bọn chúng sẽ phá mạch máu và tuôn ra khỏi cơ thể. Cô cười tự diễu, vừa oán hận vừa bất đắc dĩ. Nếu không phải Hà Vũ Hào dùng nhà họ hướng để uy hiếp tôi, các người cho rằng tôi sẽ ở lại cái chốn như club mộng hương này ư. Ừ. Biết rõ bản thân không nên ôm hy vọng với bố mẹ, nhưng cô vẫn nhìn thẳng bọn họ, vẫn ôm một tia may mắn. Ngộ nhỡ sau khi biết chân tướng, bọn họ sẽ bừng tình hiểu ra, cảm thấy hổ thẹn với cô, yêu thương cô thì sao? Mặc dù hy vọng như thế rất xa vời, nhưng nhưng dù sao thì bọn họ cũng là cha mẹ của cô. Ngỡ đâu, ngỡ đâu bọn họ vẫn còn có một chút tình thân với cô thì sao? Không biết hối cài. Hướng Bách Tùng chỉ tay về phía cô, khuôn mặt tức giận thành màu đỏ tía, cơ thể không ngừng run lên. Đối với loại người chỉ biết đòi tiền trong nhà gây phiền phức thì ném cho người nhà xử lý như mày. Làm sao mà có thể chịu khổ vì nhà họ hướng chứ? Tao thấy rằng sau khi ra tù, mày không được về nhà họ Hướng, không có tiền tiêu xài, lại không có công việc không tốt, nên mới tới cái chỗ như lắp Mộng Hương để kiếm tiền nhanh, bây giờ thì mày lại nói mày làm ở đây là vì nhà họ Hướng, thật sự nói dối không chớp mắt. Những lời này như một chậu nước lạnh xối thẳng lên đầu của Hướng Thu Vân. Cô rõ ràng đang đứng trong ký túc xá nhưng lại giống như là đang mặc quần áo ướt đẫm đứng trong gió lạnh cả người lạnh buốt không hề có chút ấm áp. tới đây, chu hồng lo lắng đi tới nắm lấy tay cô rồi lắc lắc vài cái. hướng thu vân, cô không sao chứ? hướng thu vân lắc đầu, hất tay của cô ấy. cô đi tới trước mặt của vu tuệ doanh, thay đổi sắc mặt rồi khẽ hỏi: bà hướng thì sao? ngài và chủ tịch hướng đều cảm thấy những gì tôi vừa mới nói đều là chém gió, bịa chuyện, thêu dệt vô căn cứ sao? Vu Tuệ Doanh ngước mắt nhìn cô, sau đó lại nghiêng đầu nhìn hướng Bách Tùng một chút. Sau khi ấp úng nửa ngày, bà ta né ánh mắt của cô mà nhỏ giọng. Bố của con đã gặp nhiều người như vậy, sẽ không sẽ không nhìn lầm người. Hướng Thu Vân cười một tiếng, nước mắt lập tức chảy xuống. Cô thật ngốc, thế mà lại còn ôm hy vọng với bố mẹ. Vu Tuệ Doanh thấy dáng vẻ cô như vậy, trong lòng bà ta vô cùng khó chịu như bị dao đâm. Thu Vân, con nghe lời khuyên của mẹ đi. Club Mộng Hương không phải là nơi tốt đẹp. Bây giờ con tuổi trẻ xinh đẹp vẫn có thể kiếm tiền ở đây. Đến lúc con già rồi thì sao? Chủ tịch Hướng và bà Hướng cơ trí hơn người. Thật sự khiến cho người khác bội phục. Tôi còn tưởng lý do tôi vừa bịa ra có thể lừa gạt được hai người cơ đây. Hướng Thu Vân lau nước mắt đi, khoe môi cong lên. Ngoài trừ đôi mắt hơi đỏ thì hoàn toàn không nhìn ra dấu vết cô đã khóc. Bây giờ cô ở lại club mộng hương, quả thật không phải là vì nhà họ hướng, chỉ là vì anh trai và chị dâu mà thôi, không có liên quan đến bố mẹ. Hướng Bách Tùng hừ lạnh một tiếng, ở tù hai năm, mày vẫn đến chết không thay đổi. Sớm muộn, cũng có một ngày, mày tự chơi đùa bản thân đến chết. Tự chơi đùa bản thân đến chết sao? Chẳng phải là vì ngài vì lợi ích mà ép con gái ruột của mình đi chết sao? Nghĩ đến những lời thím lưu nói vào sinh nhật năm đó, khóe miệng của hướng thu vân càng lúc càng trào phúng hơn hướng bách tùng lóe mắt lên khó nói được lời gì ngược lại vu tuệ doanh lại rất bất mãn với cô thu vân con âm mưu giết người bố của con muốn bảo vệ con nhưng lại không thể hơn nữa hà vũ hào còn yêu cầu bố con chọn giữa con và nhà họ hướng bố con cũng là bất đắc dĩ nên mới từ bỏ con có đúng không chủ tịch hướng hướng thu vân lạnh lùng nhìn hướng bách tùng vu tuệ doanh nhịn không nổi đôi mắt dưng đỏ tràn đầy khiển trách thu vân bản thân con làm sai sao lại đẩy tất cả lên người của bố con chứ chẳng lẽ ngay cả thứ cơ bản nhất con cũng không có sao tôi thật sự nghe không nổi nữa chu hồng thay đổi sắc mặt sau khi do dự một lát vẫn là đứng bật dậy phẫn nộ mà nói Trước đây hướng Thu Vân làm công việc quét dọn, một ngày không nghỉ ngơi được mấy tiếng, làm việc gấp đôi người khác, nhưng tiền lương thì vẫn thấp hơn. Đây chính là cách kiếm tiền nhẹ nhàng, nhanh chóng của các người sao? Nói câu không dễ nghe, ông Hướng à? À không, ngay cả bà Hướng, tôi và Hướng Thu Vân không hề có quan hệ máu mù, nhưng còn đối xử với Hướng Thu Vân tốt hơn bố mẹ ruột, như các người. Không nói đâu xa, ít nhất tôi cũng không ngậm máu vun người như các người. Tôi thật sự nghi ngờ liệu các người có phải là bố mẹ ruột của Hướng Thu Vân hay không. Nhà họ Hướng có cơ nghiệp lớn, tuy rằng so ra kém nhà họ Hạ, nhưng cũng là nhà quyền quý có tiếng tăm lẫy lừng ở thành phố Bắc Hải, lại thêm chuyện Hướng Bách Tùng làm từ thiện nhiều năm, hai vợ chồng bọn họ, bất luận là trong giới thượng lưu hay là người bình thường đều có địa vị cực cao, chưa từng bị mắng đi mắng lại như Chu Hồng làm với bọn họ. Lúc này Vu Tuệ Doanh, trước nay ôn nhu, chưa bao giờ quát người khác, ở bên ngoài đã tức giận nói không nên lời. Sắc mặt của hướng Bách Tùng cũng không dễ nhìn, nhưng gia giáo lại không cho phép ông ta cãi nhau với một người thế hệ sau. Ông ta phẫn nộ vô cùng hư lạnh một tiếng, không muốn tiếp tục dây dưa với hai người hướng Thu Vân và Chu Hồng nữa. Tào tử tế khuyên rằng, nhưng mày không nghe, đừng có trách tao ra tay ác độc. Ông ta nói xong thì xoay người rời đi. Hướng Thu Vân nhìn bóng lưng ông ta rồi thản nhiên nói, Vậy xin ngài ra tay, ngàn hung vạn ác một chút. Nếu ngài thật sự khiến tôi rời khỏi club mộng hương được, tôi nhất định sẽ thuê tất cả biển quảng cáo để cảm ơn ngài. Thu... Thu Vân... Con... Vũ Tuệ Doanh nhìn cô một cách lo âu. Lời còn chưa dứt, bà ta đã rời đi trong tiếng thúc giục không ngừng của hướng Bách Tùng. Hướng Thu Vân xoa xoa môi, đi qua đóng cửa lại. Sau đó cô ngồi lại lên giường, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì nữa. Chu Hồng hít sâu một hơi, cũng không lên tiếng mà ngồi lên trên ghế nhìn cô. Qua nửa ngày, Hướng Thu Vân mới ngẩng đầu nhìn cô ấy và nói: "Vừa rồi cảm ơn cô đã nói thay tôi. Trong nhà tôi thường xuyên bị bố mẹ mắng một cách không phân đúng sai, khi đó tôi rất mong có một người nói thay tôi." Đôi mắt của Chu Hồng ửng hồng, cô ấy lau lau khóe mắt rồi khoát tay với Hướng Thu Vân: "Được rồi, đừng nhắc bọn họ nữa, kẻo mất hứng." lúc này chuông điện thoại của chu hồng lại vang lên cô ấy bắt máy nói một cách ác thanh ác khí chẳng phải anh nói sau này sẽ không gọi điện thoại tiếp sao sao cô ấy vừa nói vừa vào toilet rồi đóng cửa lại trong lòng hướng thu vân dối bời chỉ cảm thấy thể xác tinh thần chưa bao giờ mỏi mệt đến thế cô nằm trên giường hai tay đặt lên trên cái bụng phẳng phẳng rồi từ từ nhắm mắt lại thật sự mong có thể ngủ mãi không tỉnh, không cần phải đối mặt với những sự vật con người đáng ghét kia nữa. Nhưng không thể, ít nhất là thứ hai, Hương Thù Vân lại không thể không mặc bộ đồng phục nhân viên vệ sinh kia lên người và đi làm. Hương Thù Vân, buổi trưa, buổi trưa tốt lành, trên đường cô gặp vài mấy người đồng nghiệp. Đối phương cười nói chào hỏi với cô nhưng âm thanh lại không ngăn nổi sự run rẩy. Hương Thù Vân khẽ gật đầu với đối phương, cảm thấy buồn cười. Nếu đã sợ cô, vì sao còn muốn chào hỏi cô chứ? Trên đường đi gặp không ít đồng nghiệp, quen hoặc không quen, nhưng không ai không cố gắng chào hỏi thân thiết với cô. Hương Thu Vân khẽ gật đầu qua loa với bọn họ. Sau khi đi được vài bước, cô mới nghe thấy âm thanh bàn tán xì xào của bọn họ. Hôm qua đám người phân tà, xin lỗi Hương Thu Vân, nhưng cô ấy không tha thứ. Về sau tất cả đều bị đuổi việc. Tính luôn chuyện Photoshop, tổng cộng 60 người đã bị đuổi việc đuổi việc thôi thì còn đỡ tôi nghe nói người an ninh photoshop kia vừa bị khai trừ thì cảnh sát đã đến đưa anh ta đi dường như còn phải lãnh án nữa đời này của anh ta coi như xong rồi không biết hướng thu vân trèo lên được cành cây cao nào tốt xấu gì mọi người cũng là đồng nghiệp hướng thu vân này cũng quá đáng thật người khác nói rằng cô ta rụ rỗ tổng giám đốc hạ bị ném ra ngoài trần chuồng cô ta sợ xấu hổ thì sao lúc trước còn làm loại chuyện đó chứ làm kỹ nữ còn muốn được lập đền thờ muốn nôn thật cũng không biết bọn họ có cố ý hay không âm thanh không lớn nhưng cũng vừa đủ để hướng thu vân nghe rõ ràng hướng thu vân đứng ngược sáng khóe miệng cong lên một cách mỉa mai cô quay người lại nhìn bóng lưng ba người đang nói chuyện dừng lại cô không biết vì sao hà vũ hào đuổi việc những người kia nhưng cô sẽ không khờ dại cho rằng anh làm việc đó vì cô ba người dừng bước quay lưng nhìn cô trong đó một người lên tiếng một cách quái gở cô gọi mấy người chúng tôi có việc gì vậy vừa rồi cô là người nói tôi làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ có đúng không hướng thù vân nhận ra giọng nói đó từng bước từng bước đi về phía trước cô ta đồng từ của cô ta phản chiếu bóng người càng lúc càng gần của cô cô ta chút bỏ dáng vẻ khom khom ban đầu đứng thẳng lưng lên tôi không biết cô đang nói Hướng Thu Vân chưa để cô ta nói xong, đã tát một bạt tay lên mặt của cô ta. Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Cô gái ôm lấy gương mặt bị đánh, nhìn cô một cách căm tức. Cô chính là kẻ làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ. Làm sao? Có gan làm, không có gan nhận sao? Hai người đi cùng nhanh chóng kéo cô ta lại, không ngừng nháy mắt ra hiệu với cô ta. Hai người đừng giữ tôi, cô gái bị tát, cơn tức giận sọc lên. Hôm nay tôi phải mắng cái thứ không biết xấu hổ này cũng chẳng nhìn lại bản thân có đức hành gì thế mà còn đi dụ dỗ tổng giám đốc hạ bị người ta ném hương thù vân lại tát một bạt tay vào nửa bên mặt còn lại cô nói một cách thản nhiên trái phải đều nhau mới đẹp mắt còn nữa không phải tôi có gan làm mà không dám nhận chỉ là cô túm lấy cằm của cô gái kia rồi khinh thường nói không muốn nghe các cô đánh rắm trước mặt tôi mà thôi thối lắm Cô gái dùng sức đầy đầy tay của cô ra Nhưng làm thế nào cũng không thể đầy ra được Cô ta tức giận tới mức mắng to Cô... Nghĩ kỹ rồi hẳn nói Hương Thu Vân lạnh lùng nhìn cô ta Giờ cánh tay còn lại lên Cô gái rụt cổ trong vô thức Hai tay ôm lấy mặt Nuốt hết những lời định nói xuống cổ họng Hai người đi cùng cô ta rụt rè Đứng sang một bên Sợ bị liên lụy theo cô ta Cô ta nhìn sự lạnh lùng giữa lông mày của hướng thu vân, lại quét mắt lên vết sẹo ở đuôi lông mày. Sau đó nghĩ tới số phận của những người đồng nghiệp kia, cô ta nhíu chặt, không cam lòng mà nói. Thật xin lỗi, tôi không nên nói cô như vậy. Nếu để cho tôi nghe được cô nói những lời tôi không muốn nghe, tôi sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu. Hướng thu vân buông cầm của cô ta ra, chậm giọng cảnh cáo. Cô gái sờ lên trên gương mặt bỏng rát, vô cùng chật vật ở ừ một tiếng cô ta chẳng hề để ý tới hai người còn lại mà xoay người rời đi bây giờ phải đi làm chúng tôi đi trước nhé hẹn gặp lại hai người bạn của cô ta lo lắng nói với hướng thu vân một tiếng rồi chạy như bay hướng thu vân xoa xoa mồi chuẩn bị đi làm thì nghe thấy một chàng pháo tay sùng sướng nhậm già hần bước ra từ trong góc cầu thang nhìn cô với đôi mắt lấp lánh wow hướng thu vân vừa rồi cô đẹp thật đấy nếu như tôi là đàn ông, tôi nhất định sẽ gà cho cô. Hương thù Vân... Cô không đáp lời, nhậm ra hân cũng không xấu hổ. Cô ta vỗ vỗ vào miệng của mình rồi nói. Cô nói xem, bọn họ rõ ràng là không thể trêu vào cô. Sao lại còn nhất định phải đi chọc giận cô chứ? Cô ta chỉ vào đầu của mình, nháy mắt và nói. Cô nói xem, chốt này của bọn họ có phải là có vấn đề hay không? Có lẽ vậy. Hương thù Vân khẽ cười với cô ta. Nhậm xa hân nhìn ngơ người rồi nín non một câu vào wow, cô cười lên thật đẹp hướng thù vân khép khóe miệng lại cúi đầu chín mươi độ thành tâm thành ý nói cảm ơn cô nhậm đã giúp tôi làm những chuyện kia là một người chưa gặp mặt mấy lần nhậm gia hân đã làm rất nhiều thứ cho cô cô cảm ơn tôi như thế khiến tôi xấu hổ thật đấy nhậm gia hân gãi gãi đầu gương mặt đầy vẻ đau lòng tôi không có giúp cô hướng thù vân đứng thẳng người rũ bắt xuống rồi nói có giúp hay không là một chuyện có giúp được hay không lại là một chuyện khác. Cô giúp tôi, câu cảm ơn này cô có thể nhận được. Không giống như bố mẹ cô và một vài người bạn trước kia, họ đều chưa từng thử giúp cô mà lập tức coi cô là đứa con rơi. Cô... cô cảm ơn tôi như vậy, tôi cũng không biết nên nói cái gì. Nhậm gia hân cười gượng ngùng, rồi nói tiếp. Tôi nghe người ta nói cô bị tàng băng kia ném ra ngoài trong bộ dạng trần chuồng. Tôi sợ cô nghĩ quẩn nên mới trốn việc tới tìm cô nhưng mà thấy cô còn có tinh thần trị mấy người phụ nữ miệng thối kia thì tôi yên tâm rồi nghe cô ấy nói mấy câu sau đồng từ của hướng thu vân co co lại cô nắm góc áo muốn cười nhưng làm sao cũng không thể cười nổi cô cúi thấp đầu thu vẻ ảm đạm trong mắt lại rồi nhẹ nhàng nói tôi không sao cảm ơn cô nhậm đã quan tâm có phải cô đang buồn không Nhậm Gia Hân dù đơn thuần nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết bây giờ tâm trạng của hướng Thu Vân không được tốt lắm. Cô ấy nuốt một ngụm nước bọt bứt rứt nói Có phải tôi nói gì cô không thích nghe không? Tôi tôi chỉ là nghĩ nghĩ gì nói đó, không có ý gì khác. Cô đừng suy nghĩ nhiều nha. Không phải không vui. Hướng Thu Vân cố gắng mở môi nhưng đáy mắt vẫn rất âm u. Cô nhậm, cô quá đơn thuần. Sau này lúc kết bạn hay giúp đỡ người khác. Tốt nhất cô nên hỏi ngài chung trước, đừng để bị người khác lợi dụng. Nếu không thì bất kể là cô, bí thư nhậm hay là ngài chung đều sẽ gặp phiền phức. Nhậm ra hân nhíu mày, bĩu môi rồi nói. Nhưng tôi cảm thấy cô là người tốt. Người tốt sao? <laughs> Hương Thu Vân cười một cách mỉa mai. Bất kể là trước kia hay hiện tại, chưa hề có người nào dùng từ này để hình dung cô. Đây giống như là chuyên đề tà Giang Hân Yên hơn. Nhậm Gia Hân khẽ gật đầu, giác quan thứ sáu của phụ nữ. Im lặng, sắp đến giờ làm việc, thỉnh thoảng có nhân viên lướt qua bên cạnh hai người. Nhưng bất luận là nói chuyện hay đùa giỡn, khi đến gần hai người, ai cũng giảm nhỏ âm thanh lại. Ngay cả bước chân và hô hấp cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức. Sau một lúc, Hương Thu Vân nói với Nhậm Gia Hân đang hoang mang. Tôi không yếu ớt như cô nhập nghĩ, sau này cô không cần đến chăm nom tôi, tôi phải đi làm, đi trước nhé lần trước cô nằm viện trung khánh hiên đã cảnh cáo cô bảo người có ý đồ khác như cô tránh xa nhậm gia hân một chút hướng thu vân hướng thu vân nhậm gia hân nhảy lên gọi hai tiếng nhưng người phía trước không hề dừng lại dù chỉ một bước chân cô ấy lại xì mặt xuống nghĩ mãi không hiểu bản thân đã đắc tội với hướng thu vân lúc nào phút chốc cô ấy vỗ đầu một cái như chợt nhớ ra cái gì cô ấy cầm điện thoại gọi một người vừa kết nối cô ấy lập tức chống mạnh và sư tử giống lên. Thầy, có phải thầy nói gì với hướng thu văn rồi không? Tôi hỏi thầy, thầy đừng có đổi chủ đề. Có phải không? Lúc này, Lâm Tuyết Nghi với mái tóc thảm không nỡ nhìn chạy khắp 50 tiệm tóc. Nhưng tất cả sợ cắt tóc đều bảo muốn nối tóc thì phải dài ít nhất là 10cm. Còn tóc của cô ta chỉ cỡ 1-2cm, có một vài chỗ, thậm chí còn chưa được đến 1cm. Với kỹ thuật của bọn họ, bọn họ không thể nào nối tóc cho cô ta được mặc cho cô ta hứa hẹn trả bao nhiêu tiền thì vẫn không ai chịu nhận lâm tuyết nhi chỉ có thể chấp nhận mua vài mái tóc giả nhưng lúc điên loan đảo phượng với một ông chủ ông ta nhất thời xúc động kéo tóc cô ta kết quả tóc giả bị kéo rơi xuống ông chủ bị kiểu tóc mới của cô ta hù cho phát sợ thằng tay cắt đứt mối quan hệ bao nhiêu với cô ta còn bảo người ta đánh cô ta một trận Lâm Tuyết Nhi càng nghĩ càng không cam tâm, vất vả lắm mới nghe được tin Hướng Thu Vân dụ dỗ Hạ Vũ Hào bị ném ra ngoài, muốn nhân cơ hội này xỉ nhục Hướng Thu Vân, nhưng lại thất bại, suýt chút nữa còn bị đuổi khỏi club. Quản lý Chu, anh nhẫn tâm nhìn em bị Hướng Thu Vân ăn hiếp như vậy sao? Trong phòng quản lý, Lâm Tuyết Nhi ngồi trên đùi của quản lý mới, đôi mắt quyến rũ như lụa. Đôi mắt của quản lý Chu dán chặt vào núi đồi nhấp nhô của cô ta, tay bóp mạnh bờ mông đầy đặn của cô ta mấy cái. Anh làm sao mà nỡ để yên cho cục cưng chịu khổ như vậy chứ? Nhưng em cũng biết đó, hướng thu vân này hai chúng ta không thể trêu vào nổi đâu. Ông ta nuốt một ngụm nước bọt dứt lời lập tức muốn thân mật với Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi hờn dỗi đầy ông ta xa, đáy mắt đều là hận ý. Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nếu như Tổng Giám Đốc Hạ có ý gì với con khốn đó thì sao có thể ném cô ta ra trong bộ dạng trần chuồng như vậy chứ? anh yêu anh cũng đừng quên anh đã đồng ý những gì với em không quên không quên tay của quản lý chu lại sờ mó gắp đùi cô ta đôi mắt sau tròng kính chứa đầy sự dâm tà để anh đây yêu thương em trước xong rồi hai chúng ta nói chuyện hướng thu vân tiếp nhé nghe tới đây lâm tuyết nhi đẩy ông ta ra trợn mắt giận dữ hét lên họ chu nếu như anh không đồng ý thì hôm nay đừng mơ mà chạm vào em bớt giận bớt giận không cần phải tức giận mà Quản lý Chu thấy cô ta đành đá như vậy, bắt đầu cảm thấy thú vị. Ông ta vỗ vỗ đùi nhẫn nại dụ dỗ. Trước tiên em ngồi lên đã, chúng ta từ từ nói. Lâm Tuyết Nhi đứng chờ ra nhìn ông ta. Anh nói xem, anh đồng ý không đã? Nếu như anh không đồng ý, vậy thì em đi tìm ông Lâm. Ông ấy thương em như vậy. Mấy chuyện nhỏ như thế này chắc chắn sẽ đồng ý với em thôi. Sẽ không hèn nhát như anh vậy đâu em đừng nói ông lâm làm gì cho dù ông ta thương em thì cũng không tiện đối phó với hướng thu vân bằng quản lý như anh đâu có đúng không nào quản lý chu bị cô ta mắng hèn nhát cũng không có tức giận còn cảm thấy giống như cô vợ muốn gì được đó ở trong nhà lâm tuyết nghi nghe xong thì cảm thấy lời ông ta nói cũng là sự thật thì lập tức rụ mặt xuống ngồi lên đùi của ông ta vậy anh nói xem làm sao bây giờ còn khốn kia làm dục em trước mặt mọi người nhiều lần như vậy bây giờ còn cắt dù sao thì em cũng không nuốt trôi cục tức này nổi. Không trình chết Hương Thu Vân, em không mang họ lâm nữa. Quản lý chu nắm núi đồi cao ngất của cô ta trong tay, đang định bào lấy họ của ông ta cũng được, thì chuông điện thoại lại vang lên. Là tin nhắn trong group quản lý cấp cao của Club Mộng Hương của Mộng Hàm gửi đến. Quản lý Mộng, Vương Duy Đống, Mạnh Hào Thiên, Tống Thu Phần cùng 50 người tung tin đồn thất thiệt về hướng Thu Vân và Tổng Giám đốc Hạ lan truyền tin giả trong club, vi phạm nghiêm trọng quy tắc cơ bản của club, lại cấu thành tội phỉ báng. Nề tình tất cả mọi người đều là nhân viên cao cấp của club, Tổng Giám đốc Hạ bảo sẽ không khởi tội. Nhưng loại nhân viên này giữ lại trong club chỉ là một đống cất chuột, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quy định của club. Sau khi thương lượng với Tổng Giám đốc Hạ, chúng tôi quyết định sẽ cắt chức 50 người này, vĩnh viễn không nhận lại, mong mọi người lấy đó làm gương. Lúc quản lý Chu nhìn thấy tin nhắn, Lâm Tuyết Nghi cũng lén lén nhìn ghé. Cô ta nhìn quản lý Chu đang trao mày mà thầm mắng đồ hèn nhát. Sau đó cô ta ôm cổ ông ta rồi làm nũng. Tình yêu à, club khai trừ những người này là do bọn họ mù mắt nhắc đến Tổng Giám Đốc Hạ, khiến cho ngài ấy phát bực, không hề liên quan gì đến hương thu vân. Cô ta cỏ cỏ ngực vào người của quản lý Chu, tay trượt vào bên trong quần tây của ông ta, anh nói xem nếu như tổng giám đốc hạ có ý tứ với hương thu vân thì sao có thể vứt cô ta ra chứ còn nữa tình yêu đừng quên trước đó hương thu vân đều quét dọn nhà vệ sinh tổng giám đốc hạ sao có thể để loại phụ nữ làm việc này bò lên trên giường của mình chứ em di chuyển nhanh lên quản lý chu được cô ta xoa tới mức díp mắt lại thoải mái thở mạnh em em cũng đừng vội quá anh mới có có cách để đối phó với hương thu vân vẫn không mở lời Nghe đến đây, Lâm Tuyết Nhi rút tay ra, đào mắt rồi xanh mặt nói. Anh cũng không muốn nói thì em cũng không làm khó anh. Đêm mai, có người tổ chức tiệc tùng trên sân thượng. Đến lúc đó, anh để hướng Thu Vân một mình quét dọn chỗ đó. Thế này được rồi chứ? Quản lý chú là người thận trọng, không muốn đưa ra quyết định khi chưa biết rõ quan hệ giữa Hạ Vũ Hào và hướng Thu Vân. Ông ta do dự nói, cái này... Má nó, anh đừng ấp úng cái này cái kia nữa, thẳng thắn cho em một câu trả lời xem có được hay không. Lâm Tuyết Nhi lần đầu tiên gặp tên đàn ông hèn nhát như vậy, tức giận tới tái mặt. Nếu không được thì bây giờ em đi đây, anh tự mình sóc lọ đi. Quản lý Chu nhìn đỉnh quần nhô cao của mình, do dự mãi mới cắn răng nói. Đồng ý với em, cục cưng của anh yêu cầu sao anh có thể không đồng ý chứ? Mau tới đây để anh yêu thương em nào gần 6 giờ tối, Hương Thu Vân gặp được Giang Minh Thắng trong phòng, hoặc nói đúng hơn, đối phương giống như cố tình tìm cô. Căn phòng lớn như vậy, một mình Giang Minh Thắng ngồi trong góc. Trong phòng không bật đèn nên rất tối, trước mặt anh ta là những chén rượu lăn lóc. Mùi cồn đồng nặng bay khắp phòng, ngột ngạt tới mức Hương Thu Vân phải nhíu mày lại. Cô nhìn người đàn ông có vẻ đã say này, quay lưng định đi ra ngoài. Cô không muốn nhìn thấy anh ta. Đi đổi với đồng nghiệp khác, Bảo các cô ấy tới đây cũng được. Tôi để cho cô đi sau. Giang Minh Thắng loạn trà loạn trọng, đứng lên, cầm bình rượu chỉ về phía cô. Hướng Thu Vân cúi thấp đầu. Tôi đi nhầm phòng, một hồi sẽ có người khác tới phục vụ, vụ ngài sang. Không đi nhầm, là tôi bảo cô tới đây. Giang Minh Thắng ném bình rượu lên bàn, lờ đờ đi sang bên cạnh cô, tay đặt lên trên đỉnh đầu của cô nhưng lại rụt về. Anh ta lại quay về chỗ ngồi một lần nữa, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh âm thanh có chút khàn khàn và kìm nén. cô qua đây ngồi xuống đây hướng thu vân không nhúc nhích lại ngẩng đầu lên nhìn anh ta và hỏi xin hỏi ngài sang cần gì tôi bảo cô ngồi đây không nghe thấy sao giang minh thắng to tiếng đôi mắt màu hồ phách bởi vì uống rượu quá nhiều mà nhiễm tơ máu hướng thu vân vẫn đứng im như cũ sau một hồi thì cười lạnh với anh ta một tiếng nếu như ngài sang gọi tôi đến đây để uống rượu thì Xin lỗi tôi không tiếp Nói xong cô ta lập tức quay người đi về phía cửa Thấy vậy Giang Minh Thắng nhanh chóng đứng dậy Bước vài bước về phía cô Đóng cửa phanh một cái Anh ta đè cô lên cửa Ánh mắt dám chặt lên người của cô Mùi cồn nồng nặc của anh ta nhanh chóng bao phủ khắp người hướng thu vân Cô đẩy anh ta ra Nhưng không hề nhúc nhích Mong ngày Giang tự trọng Tự trọng sao Giang Minh Thắng nặn ra hai chữ, tựa như hai chữ này của cô đã thốt lên lửa giận trong lòng anh ta. Anh ta siết chặt cầm cô, hơi thở đầy mùi cồn phán lên trên mặt. Cô cũng trần chuồng bị người khác ném ra, còn nói gì mà tự trọng với tôi chứ? Trong mắt của hướng thu vân co lại, cô cắn chặt môi rồi bỗng nhiên dùng sức đẩy Giang Minh Thắng ra. Cô tay bị anh ta nắm đến mức tím xanh một màng, cô nhíu mày và lắc lắc cổ tay mấy lần Giang Minh Thắng bị cô làm cho lào đào ngồi xuống đất. Anh ta chống tay lên đất, loạn choạng đứng dậy. Nhìn cô một cách thất vọng và tức giận. Những lời bọn họ nói đều là sự thật. Cô đi dụ dỗ hạ vũ hào sao? Đúng không? Anh ta từ từ bước tới trước mặt cô, hai tay siết lấy bờ vai cô, rồi to tiếng hơn. Cô trả lời cho tôi. Hương thủ phần chán ghét dòng điệu chất vấn này của anh ta. Cô dùng sức đẩy mạnh anh ta ra, rồi trả lời. Đúng, Cô lạnh lùng nhìn anh ta rồi hờ hững nói. Nhưng cho dù là đúng hay không thì chẳng liên quan gì tới ngài cả. Đối với cô, hai anh em nhà họ Giang chính là cứt chó không kịp tránh. Xa một chút, đã người thấy thôi. Đứng gần đụng chạm thì vừa thối vừa buồn nôn. Hướng Thu Vân không muốn Giang Minh Thắng tiếp tục dây dưa với mình để tránh Tống Như hay người nhà họ Giang lại tới gắn cho cô cái tội rụi dỗ Giang Minh Thắng. Cô quay đầu bước đi, nhưng lúc chạm được cánh cửa, một cánh tay trắng nõn thon dài đã nhanh hơn cô, đóng sầm cửa lại. Hướng Thu Vân nhướng mày, cố kìm cơn tức giận mà nói, Ngài Giang, đây là muôn. Lời còn chưa nói hết, cô đã bị Giang Minh Thắng ép lên tường, hai tay anh ta ôm lấy gương mặt cô, thở dốc hôn lấy cô. Đôi mắt màu sáng bây giờ cũng đã nhuốm đầy dục vọng và lừa giật. Hướng Thu Vân không đẩy anh ta ra được, chỉ cảm thấy gương mặt điền trai này giống như là con ruồi, khiến cho người ta buồn nôn. Cô nghiêng đầu qua, anh ta thuận thế hôn lấy cổ cô. Ướt sũng, buồn nôn giống như là giỏi bọ bỏ, bỏ qua, cô hận không thể đứng dưới vòi sen mà tắm rửa 10-20 lần. Giang Minh Thắng, anh đừng có quá vận. Hướng Thu Vân cắn rằng, dùng tất cả sức bình sinh cũng chỉ cách anh ta một cánh tay, căn bản là không đầy ra nổi. Giang Minh Thắng cúi đầu nhìn cô, trong mắt xen lẫn dục vọng không hề che giấu. Cô dụ dỗ hạ vũ hào, chẳng phải là muốn tiến vào giới thượng lưu hay sao? Không cần anh ta, cô dụ dỗ tôi cũng được. Thứ anh ta có thể cho cô, tôi cũng có thể cho cô. Bàn tay anh ta vuốt ve ngay hồng của cô, nói xong lại muốn cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn của Giang Minh Thắng còn chưa rơi xuống. Hương Thù Vân đã tát một bàn tay thẳng lên mặt của anh ta, Thừa dịp anh ta đang sững sờ, cô không chút do so dự mà nâng gối, đánh vào mặt giữa hai chân của anh. Đau, đau như vạn kiến đốt thân, rằng mình thắng kẹp chặt hai chân lại, xoay người ôm lấy vết thương, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn như suối. Cùng lúc đó, cửa phòng được mở ra, tống như hùng hùng hồ hồ vọt vào, ánh mắt cô ta rơi vào hướng thu vân, quần áo sộc sạch, trong mắt dường như phun ra lửa, trước khi mắng chửi người khác. Cô Tống nhìn cho kỹ, rốt cuộc là tôi dụ dỗ người khác hay là có người muốn bá vương ngạnh thượng cung với tôi. Trước khi Tống Như mở miệng, hướng Thu Vân đã giành mở lời trước. Tống Như nhìn dáng vẻ của Giang Minh Thắng đã đoán được chuyện gì xảy ra, thế nhưng vẫn nhìn hướng Thu Vân rồi nói. Chuyện này cần phải nói sao? Chuyện cô dụ dỗ Hạ Vũ Hào không thành, bị ném ra ngoài đã truyền khắp giới thượng lưu. Mục tiêu đó không được, cô lại đổi mục tiêu lên người của vị hôn thê của tôi. Công phu mở mắt bịa đặt của cô Tống thật là khiến cho người khác bội phục. Hương Thu Vân châm chọc một câu rồi quay lưng đi ra cửa. Tống Như bị câu nói đó của cô chọc tức đỏ mặt nhưng không có mở miệng phản bác. Cũng không có đuổi theo cô. Chỉ đợi sau khi cô ra khỏi cửa thì đóng sầm cửa lại. Hương Thu Vân vuốt vuốt lỗ tai bị chấn động tới mức ù ù rồi nhíu mày xoa mạnh chỗ bị Giang Minh Thắng hôn qua. Đến tận khi lớp da như sắp bị mài đi mất thì cô mới thả tay xuống, mím chặt môi. Cô đã cố gắng tránh khỏi giới thượng lưu, nhưng vì sao lại không có ai buông tha cho cô chứ? Hướng thu vân rào. Mộng hàm ở xa xa hô một tiếng, chờ đến gần cô ta mới nhướng mày và nói một cách lưu luyến. Tôi có chuyện phải xử lý, cô giúp tôi đem canh gà tới bệnh viện đi. Người có thể khiến cho mộng hàm tự mình đưa canh, không ai khác ngoài hạ vũ hào. Hương Thu Vân xoa xoa môi cúi đầu nói. Xin lỗi chị Hàm, mấy tiếng nữa tôi mới tan làm, hay là chị bảo người khác giúp chị có được không? Lười đi tìm người khác. Mộc Hàm nhét lồng cơm giữ ấm vào trong tay cô, duỗi lưng một cách lười biếng rồi nói. Cô đi đi. Lồng cơm giữ ấm không nóng nhưng đối với Hương Thu Vân thì nó chính là củ khoai lang bỏng tay. Tay còn lại của cô vân về góc áo, lòng bàn tay sớm đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. Không cần, chị tự đi làm. Hôm nay viên tư mộng không có ca Tôi đưa canh gà cho cô ấy. Sau đó... Như vậy phiền phức quá. Mộng hàm cười cười rồi liếc mắt đưa tình với cô. Lát nữa tôi cũng đúng lúc đi gặp quản lý chu. Tiền đường báo cho ông ta từ sáng tới giờ trở đi. Cô sẽ đi làm việc cho tôi. Ông ta sẽ không có nói gì đâu. Cô ta sửa sang quần áo cho hướng thu vân. Không đợi cho cô cơ hội để từ chối thì đã vui vẻ đi mất. Sau khi đi một đoạn, Mộng Hàm quay người chừng mắt với hướng thu vân. Tôi trông chờ vào cô nhé. Nói xong, thang máy đinh bột tiếng. Cô ta cười một cách quyến rũ rồi bước vào trong thang máy. Hướng hư vần nhìn lồng giữ ấm trong tay, mím chặt môi hơn nữa rồi nặng nề bước vào trong thang máy. Đối với cô, anh em nhà họ Giang là cứt chó tránh không kịp. Còn Hạ Vũ Hào thì chính là chó giữ suýt cắn chết cô mấy lần. Cô hận anh, muốn giết chết anh. Nhưng dưới nanh vuốt sắc bén của anh, vì đề tránh không bị xé xác thành từng mảnh cô buộc phải khuất phục dưới anh. Bệnh viện rất đông người, một ông lão bị cụt tay trái, đeo chân giả, mặt đầy nếp nhăn nhìn thấy hướng thu vân, thì đôi mắt sáng lên, sau đó vỗ vỗ người đàn ông trung niên, cũng tàn tật bên cạnh ông ta, chỉ về phía hướng thu vân. Một đôi mắt nữa lại sáng lên, hai người đỡ lấy nhau đi đến trước mặt hướng thu vân, rồi ngăn cô lại. Hướng thu vân ngẩng đầu lên thì thấy hai gương mặt xa lạ, một người chừng 60-70 tuổi, mặt đầy nếp nhăn, người còn lại thì khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, khóe mắt đầy nếp chân chim, làn da dám nắng. Tuổi tác của hai người quá tranh lệch, nhưng đều là người tàn tật. Quần áo trên người mặc dù chỉnh tề nhưng đã sờn tới mức trắng bệch. Dưới chân thì đi đôi giày vải màu đen giá rẻ rất hiếm gặp. Cách ăn mặc như vậy rất giống với người ăn xin, hoặc nói đúng hơn là bọn lừa đảo. Cô gái, tôi thiếu chút tiền đi đường, cô có thể cho tôi mượn được hay không? hai người không hề nói chuyện sau khi liếc nhìn nhau một cái thì quỳ dạp xuống đất tiếng động quá lớn khiến cho rất nhiều người xung quanh nhìn sang với ánh mắt kỳ lạ hướng thu vân nhíu mày không dìu bọn họ cũng không có lên tiếng chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ cô gái đừng hiểu lầm thấy vậy người đàn ông xông tới lắc tay của cô hai cái nói bằng tiếng phổ thông rất sẹo bọn tôi không phải là ăn mày cũng không phải là lừa đảo Bọn tôi chỉ là những người công nhân được cô giúp đỡ. Nhìn thấy cô, tôi muốn tới nói lời cảm ơn. Người đàn ông lớn tuổi lau nước mắt, nói bằng tiếng địa phương mà hướng Thu Vân nghe không hiểu. Tôi chưa từng giúp đỡ công nhân gì cả. Các người nhận nhầm rồi. Hướng Thu Vân lạnh lùng trả lời, cầm lòng giữ ấm rồi xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên nhanh chóng đỡ lấy ông lão dậy. Sau đó gặp khiễng chạy theo hướng Thu Vân và nói với tốc độ nhanh nhất. Bọn tôi thật sự không phải là kẻ lừa đảo. Bọn tôi chỉ đúng dịp nhìn thấy cô nên mới muốn nói tiếng cảm ơn. Dưới ánh mắt hoài nghi của Hương Thu Vân, gương mặt đen nhánh ửng đỏ. Bọn tôi tới đây để làm công nhân, chính là công nhân xây dựng. Tòa nhà sập đè chúng tôi bị thương, còn chết mất mấy người. Sau đó ông chủ lại bỏ chạy. Nếu không phải cô bán quà sinh nhật và lấy tiền quyên góp cho chúng tôi, chúng tôi ngay cả tiền chữa bệnh và gắn chân già cũng không có nữa. Tôi nhất định phải dập đầu với cô anh ta nói xong thì lại muốn quỳ xuống hương thu vân nghĩ một hồi mới nhớ ra chuyện cô bảo bác gái bán hết quà sinh nhật đem tiền quyên tặng cho người tàn tật cô đặt lồng giữ ấm lên trên mặt đất xoay người đỡ người đàn ông trung niên lên không cần phải cảm ơn tôi còn có việc phải đi trước hương thu vân không tranh công cũng không ở lại nghe lời ca ngợi không ngớt của quần chúng vây quanh cô xoay người cầm lấy lồng giữ ấm rồi xếp hàng vào thang máy cô gái sang đây tôi đổi chỗ với cô Cô đứng chỗ tôi này. Một bác gái thân hình to lớn kéo hướng Thu Vân lên trước. Sau đó đứng ở chỗ sau cùng của cô. Bà ấy còn giơ ngón cái với những người xung quanh. Cô gái quả thật là người tốt bụng. Xung quanh rối rít phù họa. Tất cả đều khen ngợi hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân bước vào thang máy. Chứng kiến hai người công nhân tàn tật kia dùng sức vái tay với cô. Trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Cô nhìn bọn họ khóe miệng từ từ cong lên. Đáy mắt tràn đầy ý cười nhẹ. Phòng bệnh của Hạ Vũ Hào ở lầu 12 là nơi của phòng bệnh VIP. Hướng Thu Vân đứng trước cửa một hồi mới từ từ nhấc tay gõ cửa một cái. Vào đi. Âm thanh lạnh lùng của Hạ Vũ Hào truyền qua cánh cửa. Hướng Thu Vân nhìn cánh cửa, liếm canh mồi khổ khốc rồi đẩy cửa bước vào. Thấy cô tiến vào, đôi mắt của Hạ Vũ Hào lóe lên một cái. Sau đó nhanh chóng cất món đồ chơi trong tay nhưng cho dù anh cất nhanh thì cô vẫn kịp thấy nó thứ mà anh cầm trong tay chính là dây chuyền ngọc bích của cô thứ mà lẽ ra nên nằm trong tay của quản lý cũ hướng thu vân cắn môi kìm nén nỗi hận trong lòng cô đi tới bên cạnh bàn đặt lồng giữ ấm lên bàn chị hàm có chuyện phải giải quyết nên bảo tôi tới đây hôm qua đuổi việc nhiều người như vậy còn không biết hạ vũ hào sẽ xử lý cô như thế nào nữa dù thế nào thì cũng sẽ không phải là khai trừ vậy thì tiện nghi cho cô quá Hà Vũ Hào ử ừ một tiếng, ánh mắt dừng lên trên người cô một hồi, sau đó không lên tiếng. Chỉ cần là nơi có anh, Hướng Thu Vân đều cảm thấy cả người không thoải mái. Cô cúi đầu, lưng căng cứng suốt hai mươi phút, cho đến khi lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, cô mới mở miệng. Nếu tổng giám đốc Hạ không còn chuyện gì khác thì tôi, tôi đói Hà Vũ Hào nhẹ nhàng liếc cô một cái và cắt đứt lời cô sau đó anh ta lại đeo dây chuyền ngọc bích lên cổ hướng thu vân cau mày không hề nhúc nhích hà vũ hào chống tay lên giường ngồi dậy rồi nói múc cho tôi chén canh gà đi được hướng thu vân kìm nén cơn phẫn nộ đang muốn rông ra ngoài trầm giọng lên tiếng rồi tiến lên múc cho anh chén canh gà cô thật sự không hiểu rõ hôm qua anh vừa đẩy cô ra ngoài hành lang trong bộ giang trần chuồng làm sao hôm nay đứng trước mặt cô lại giống như chẳng có việc gì xảy ra hướng thu vân không yên lòng bưng chén canh gà tới trước mặt anh hà vũ hào không nhận lấy chén canh ánh mắt chăm chú rơi lên vết đỏ trên cổ cô đôi mắt anh tối dầm lại ngón tay thon dài đặt lên trên cổ cô anh lạnh lùng nói làm sao đây cái cảm giác lạnh lẽo trên cổ khiến cho hướng thu vân run rẩy cô ngồi dậy im lặng kéo cổ áo lên che đi vết đỏ cô không muốn giải thích với anh cũng không cần phải giải thích dù có giải thích hay không Thì thái độ của anh với cô vẫn như vậy Hướng thu phần Hà Vũ Hào nhìn về mặt lãnh đạm của cô Lồng ngực như bị một cục bông đẫm nước chặn lại Anh cởi một cúc áo ra Nhưng vẫn không hít thở thấy dễ dàng hơn Tôi đang hỏi cô đấy lông mi của hướng thu vân run lên, cô ngẩng đầu nhìn anh một chút rồi nhanh chóng cúi xuống. Có quy định cấp trên đặt câu hỏi, cấp dưới nhất định phải trả lời sau. Nếu như không có thì tôi từ chối trả lời vấn đề này. Ánh mắt của Hà Vũ Hào như chim ưng khóa chặt lấy cô, âm thanh của anh có chút nặng nề. Hướng Thu Vân Anh đặt tay lên giường, ngón tay gõ gõ trong vô thức. Hướng Thu Vân lại ngẩng đầu, lần này lại không cúi đầu nữa. Thật ra, ngài cũng không cần phải lớn tiếng như vậy. Thính lực của tôi rất tốt, có thể nghe rõ. Xin hỏi ngài gọi tôi có việc gì không? Khóe miệng của cô có chút cong lên. Trước đây cẩn thận từng ly từng tí cũng không có chút tác dụng gì. Lúc nhìn thấy anh sầm mặt, nỗi phẫn nộ kiềm chế và hận thù lại trở thành cảm giác vui vẻ một cách kỳ diệu. Có lẽ cô sắp bị anh ép tới điên rồi. Hà Vũ Hào im lặng nhìn cô, đáy mắt ảm đạm một cách khó hiểu nhưng cũng không có lên tiếng. Lần này hướng Thu Vân không cúi đầu như lúc trước. Cô lặng lẽ nhìn anh, không kiêu ngạo, không tự ti, còn ẩn giấu chút khiêu khích và phách lối. Cô lúc này giống hệt như dáng vẻ hai năm trước, Yết hầu của Hạ Vũ Hảo nhấp nhô lên xuống, ánh mắt rơi lên trên dấu đỏ trên cổ cô. Giang Minh Thắng tới tìm cô sao? Câu hỏi nhưng giọng nói lại khẳng định, còn kèm theo sự ghen tuông mà anh không tự phát hiện ra được. Đáy mắt của Hương thu vân tối lại, cô trầm chọc nói. Nhờ ngài ban tặng mà giới thượng lưu đều biết tôi có tác phong phóng đãng, Ngay cả ngài sang cũng muốn bao nuôi tôi làm tình nhân. Bao nuôi sao? Ngón tay của Hà Vũ Hào gõ gõ càng lúc càng nhanh, cố ý không nghĩ đến cơn bực bội khó hiểu từ đáy lòng. Anh cười lạnh rồi nói, không cần anh ta chi tiền, chỉ sợ cô đã hận không thể bám dính rồi. Hướng Thu Vân nhìn thẳng mặt anh, sau đó cười một tiếng rồi rời mắt. Bất kể là ai, chỉ cần người đó có thể đưa tôi rời khỏi club mộng hương, thì tôi đều hận không thể bám dính lấy. Cô xoay người, bước tới trước mặt anh, giọng trầm xuống, khóe miệng hơi cong lên. Câu trả lời này tổng giám đốc Hạ có hài lòng chưa? Hạ Vũ Hào ngừng gõ tay, hai tay hơi xiết lại, anh nghiêng về phía trước một chút, nắm lấy cằm của cô, giang mình thắng không có bản lĩnh đưa cô đi, cô không cần phải phí sức. Hương Thu Vân đẩy tay anh ra, ngồi dậy rồi lùi về phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Cô đụng em gái của anh ta tàn phế, anh ta cũng vừa mới đính hôn với Tống Như, cô cảm thấy anh ta sẽ để tâm chuyện của cô sau. Cho dù anh ta có muốn bất chấp tất cả để đưa cô rời khỏi club mộng hương, chỉ cần mẹ anh ta, em gái của anh ta, hay vị hôn thê có chút nghi ngờ, anh ta sẽ lập tức ái nấy. Cộng thêm việc, anh ta kiên trì theo đuổi cái gọi là chính nghĩa hay mặt mũi của nhà họ Giang, anh ta cũng sẽ không do dự mà vứt bỏ cô. Đến lúc đó, cô sẽ trở thành trộm gà không được còn mất nắm gạo. Sắc mặt của Hà Vũ Hào không khác trước đó, nhưng nắm tay đã buông ra ngón tay thon dài lại tiếp tục gõ gõ mặt bàn. Đây là động tác khi anh vô cùng bực bội mới có. Hương Thu Vân thản nhiên nhìn anh rồi nói, tôi sẵn lòng. Nghe thấy vậy, Hạ Vũ Hào nhíu chặt mày lại, đưa tay cởi thêm một cúc áo, khuôn mặt tuấn tú của anh chậm xuống, trong mắt dường như có mây đen bao phủ. Tâm trạng của Hương Thu Vân rất tốt. Chị Hàm bảo tôi mang canh gà tới, tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước cô cũng không thèm nhìn anh một cái dưới ánh nhìn chăm chú của anh cô bước ra khỏi cửa với khóe môi cong lên chuông điện thoại vang lên hướng thu vân nhìn thông báo trên điện thoại biểu cảm trở nên dịu dàng hơn cô bắt máy chị dâu nói ngắn gọn âm thanh của lâm quỳnh chi gấp gáp hơn bình thường hướng thu vân nắm chặt điện thoại di động cơ thể căng thẳng vì câu nói này chị dâu xảy ra chuyện gì sao lâm quỳnh chi gấp muốn chết sau khi bố mẹ đi tìm em, bố trở về phát giận một hồi, tịch thu hết thẻ ngân hàng và máy tính, điện thoại của anh trai em. Không cho phép anh ấy lén đưa tiền cho em, cũng không cho phép anh ấy liên hệ với em. Anh trai em không nghe lời, bố trực tiếp nhốt anh ấy lại, không thể rời khỏi nhà. Mẹ khuyên bố mấy câu, nói dù sao thì em cũng là con của bọn họ, nhưng bố hoàn toàn không nghe lọt tay. Cô ấy thở dài rồi đổi chủ đề. Được rồi, không nhiều lời nữa. Anh của em bảo chị hỏi em có việc làm không. Hà Vũ Hào phát hiện các em chuốc thuốc và làm giả camera. Anh ta có gây khó dễ cho em không? Không có. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, Hà Vũ Hào không hề gây khó dễ cho cô. Hướng Thu Vân không biết anh suy nghĩ thế nào, nhưng không nghĩ anh sẽ có lòng tốt tha cho cô. Ngay tới đây, Lâm Quỳnh Chi thở dài thườn thượt, mơ hồ còn có chút nức nở. Đều tại anh trai của em, càng ngày thành sự không có, bại sự thì có thừa, chỉ toàn gây thêm phiền phức cho em thôi. Thu Vân, em đừng sợ, tôi chị lo lắng mà không nói. Em nói cho chị nghe, Hà Vũ Hào gây khó dễ cho em thế nào. Nói, nói không chừng, chỉ có thể giúp đỡ một chút. Câu nói sau cùng có hơi ấp úng, cô ấy nói một cách vô cùng yếu đuối. Con người chị dâu kiểu này quả là đức hạnh ba kiếp của cô. Chị dâu, chị đừng lo, em... Thu Vân, bố về rồi, chị cúp máy trước, lát nữa chị sẽ lại gọi cho em. Lâm Quỳnh Chi kinh hoàng nói xong thì cúp điện thoại. Hướng Thu Vân nhìn màn hình tối đen, cười một cách đắng chát rồi đi về phía thang máy. Thang máy đã đến. Trung Khánh Hiền phong độ cầm cặp công văn, nhẹ nhàng bước ra khỏi thang máy. Tay còn lại thì kéo lấy nhậm ra hân bám dính dưới đất. Không chịu bước đi, thầy thầy tới thăm tàng băng thì tự tới đi vì sao lại kéo tôi theo chứ người ta không muốn đi đâu bà dì của người ta tới rồi đau bụng quá phải đi về thôi nhậm xa hân ngồi xồm xuống dưới mặt đất nhìn dáng vẻ như sắp khóc trung khánh hiên quay người nhíu mày nhìn người học trò chơi xấu dưới mặt đất anh ta kẹp cặp công văn dưới nách sau đó xoay người bế nhậm xa hân đang ngồi lì dưới đất lên dễ như chờ bàn tay Nhậm gia hân giống như là miếng bánh phồng tôm bị rơi trào dầu. Miệng không ngừng la hét. Cứu mạng, vì lễ, có ai không? Có người ban ngày ban mặt bắt cóc phụ nữ, cứu với. Tử mạng được nuốt trở vào khi cô nhìn thấy hướng thu vân. Wow, hướng thu vân, cô cũng ở đây hả? Hướng thu vân ừ một tiếng thấp giọng đáp. Chào cô nhậm. Đúng lúc quá. Nhậm gia hân nhéo nách của Trung Khánh Hiên hai cái rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Cô ta đào mắt rồi nói. Sư phụ tôi nói muốn mời cô ăn cơm để nhận lỗi với cô. Chờ tham tàng băng xong, chúng ta cùng đi ăn cơm tối đi. Hương Thù Vân liếc nhìn Trung Khánh Hiền đỏ cả mặt vì đau nhưng vẫn cứ giữ hình tượng, ra vẻ phong khinh vân đạp. Sau đó ánh mắt của cô rơi lên trên người của Nhậm Gia Hân. Tôi... Ai nha, cô ăn cơm tối chưa? Nhậm Gia Hân cắt ngang lời cô, sau đó không chờ cô trả lời mà tự hỏi tự trả lời. Thời gian còn sớm, chắc là chưa ăn. Cô thích ăn gì? Tôi đặt bàn trước nhé. Cô ta lấy điện thoại ra bắt đầu lướt. Không cần đâu, cô nhậm. Hương Thu Vân nói, tôi và Ngài Trung chưa gặp mặt được bao nhiêu lần. Anh ấy chưa hề làm gì có lỗi với tôi. Nói cho cùng thì cũng là cô và anh ấy nhiều lần giúp đỡ tôi. Tôi phải cảm ơn hai người mới đúng. Nhậm ra Hân cất điện thoại đi biểu môi nói. Anh ấy nói cô tiếp cận tôi với dụng ý khó giò. Bảo sau này cô cách xa tôi một chút thì chính là có lỗi với tôi, cũng là có lỗi với cô. Cô ta hừ một tiếng, đôi mắt trong veo như nước, chừng Trung Khánh Hiền, cường điệu hô lên. Thầy! Cô hướng, lần trước nói với cô những lời kia là do tôi quá màu muội. Trung Khánh Hiền vừa bắt đức sĩ, xoa xoa đầu nhậm xa hân một cách cưng chiều, vừa quay đầu nói với Hương Thu Vân. Mong cô hướng nệp mặt mà ăn với tôi và gia hân một bữa cơm đạm bạc. Hương Thu Vân nhã nhặn từ chối. Ngài Trung khách sáo quá, thân phận của cô nhậm không tầm thường, anh nghĩ tôi như vậy cũng là chuyện thường tình thôi, chuyện này anh không cần phải để trong lòng." Hướng Thu Vân nhậm Gia Hân kéo tay cô nũng nịu một cách đáng thương, "Cô không ăn cơm với tôi, có phải là giận tôi rồi hay không?" Hướng Thu Vân không chịu đựng được sự làm nũng của cô ta, cuối cùng thì cũng đồng ý trước sự quấy dày này nỉ đấy. Ba người cùng đi về phía phòng bệnh, nhậm Gia Hân gần như bám dính lên người của Hướng Thu Vân. Líu ra líu díu không ngừng Trung Khánh Hiền lườm hai người mấy cái Sắc mặt càng lúc càng khó coi Cuối cùng anh ta đen mặt sông lên Cứng rắn kéo Nhậm Gia Hân Từ trên người của Hướng Thu Vân xuống Anh làm cái gì vậy Nhậm Gia Hân chừng anh ta Trung Khánh Hiên đầy gọng kính trả lời một cách thành thật Cô béo quá sắp đè chết cô Hướng rồi Nhậm Gia Hân trọn tròn mắt Vội vàng cuống cuồng hỏi Hướng Thu Vân Thật sao Hướng thù vần nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy thù địch, như có như không, thở dài rồi gật đầu. Thấy vậy, cô gái đầy sức sống nhảm ra hân, lập tức giống như quả cà bị đánh dập. Cô ta đi phía sau hai người, cứ một bước lại thở dài ba bước, nhưng cũng không còn bám dính lên người của hướng thù vần nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tàn độc Lương Duyên. Hạ Tiên Sinh yêu anh em sai rồi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.